nên chọn môn nào đầu tiên để ghi điểm? Câu hỏi âm nhạc lớp 1 như sau. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem bạn có vượt qua cột mốc này hay không. Đáp án của chương trình A. Chúc mừng, chính xác. Với câu hỏi đầu tiên, bạn đã ghi được điểm thưởng là 500.000 đồng. Hãy tiếp tục cùng phối hợp với đồng đội của mình chọn thêm một câu hỏi số 2. Đề thi tiếng Việt lớp 1. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đó là đáp án gì? Chúc mừng, chính xác. Môn nào là môn lựa tiếp theo? Đề toán lớp 2. Bạn đã có 1.500.000 tiền thưởng. Chúc mừng, hãy tiếp tục chọn thêm một môn nữa. Thưa quý vị, câu hỏi tự nhiên lớp 2 ngay sau đây. Và bây giờ đáp án của chương trình chi? Rất tiếc là không chính xác. Cùng chọn một người bạn nhỏ nữa đi đồng hành. Tiếp tục chọn một môn tiếp theo. Và môn tiếng Việt lớp 3 sẽ có câu hỏi như sau. Và bây giờ là đáp án của chương trình C. Chúc mừng, chính xác. Vượt qua câu hỏi này, bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đạt điểm thưởng là 4 triệu đồng. Xin mời. Thưa quý vị, môn tự nhiên lớp 3 với câu hỏi như sau. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với đáp án của chương trình A. Đó là một đáp án chính xác. Môn nào là môn lựa tiếp theo? Khoa học lớp 4. Bạn đã có 6 triệu đồng tiền thưởng, cố lên sẽ được 10 triệu đồng. Âm nhạc lớp 4. Có vượt qua cột mốc này hay không? Đáp án của chương trình B. Đó là một đáp án chính xác. Và bây giờ vượt qua cột mốc này, bạn sẽ có tiền thưởng 14 triệu đồng. Và đề thi khoa học lớp 5 như sau. Giúp sao chép. Và bây giờ là đáp án của chương trình.
đáp án chính xác. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bạn sẽ có cơ hội vượt qua câu hỏi thứ 10 để đạt tiền thưởng là 22 triệu đồng. Đề thi địa lý 5 năm. Đáp án của chương trình.